Hôm nay, Nam Bộ có xu hướng tăng nhiệt, nhưng buổi sáng thời tiết vẫn còn mát dịu. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ khoảng 25-26 độ. Khoảng 2-3 tiếng nữa, nắng sẽ mạnh hơn. 10 giờ tăng lên 31 độ. Đến giữa trưa tăng thêm 2 độ nữa, lên 33 độ, cảm giác hơi nóng. Phải sau 16 giờ, khi có mưa rào, thì nhiệt độ sẽ giảm bớt. Ở miền Đông, trời sẽ nóng hơn ở miền Tây. Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một phổ biến 33-34 độ. Còn Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc khoảng 30-32 độ. Chiều nay, mưa tiếp tục diễn ra. Diện mưa khoảng một nửa diện tích khu vực. Ít điểm mưa vừa, mưa to.